Vietnam Airlines muốn bán công ty nhiên liệu hàng không. Vietnam Airlines vừa mời các đơn vị tư vấn lập và triển khai phương án chuyển nhượng vốn của hãng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiên liệu hàng không Việt Nam Skypec. Thời hạn muộn nhất để các đơn vị gửi hồ sơ tham gia chào giá cung cấp gói dịch vụ trên là ngày 8 tháng 2. Skypec tiền thân là công ty xăng dầu hàng không Việt Nam được thành lập vào năm 1993 với số vốn điều lệ 400 tỷ đồng do Vietnam Airlines là chủ sở hữu. Skypec cùng Petrolimex Aviation hiện là hai nhà cung cấp nhiên liệu hàng không chính tại thị trường trong nước. Skypec đang cung cấp nhiên liệu cho tất cả hãng hàng không trong nước và hơn 100 hãng hàng không nước ngoài tại 18 sân bay dân dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam và 4 sân bay quốc tế lớn của Hàn Quốc. Với sức chứa hơn 220.000 mét khối, Skypec sở hữu hệ thống kho cảng đầu nguồn tại các cảng biển lớn và kho sân bay tại 18 sân bay dân dụng trên toàn quốc. Công ty này có khả năng phục vụ trên 214.000 chuyến bay với tổng sản lượng hàng năm đạt trên 2 triệu tấn mỗi năm. Giai đoạn trước dịch, Skypec từng chiếm tới 30% tỷ trọng doanh thu của Vietnam Airlines. Kế hoạch bán vốn tại Skypec nhiều khả năng nằm trong đề án tái cơ cấu tổng thể Vietnam Airlines giai đoạn 2021 đến 2025 đã báo cáo cổ đông và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vietnam Airlines cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu. Hãng cũng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được phê duyệt. Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE vừa có thông báo để lưu ý về khả năng hủy niêm yết với cổ phiếu của Vietnam Airlines. Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lũy kế năm là âm 10.452,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày cuối năm vừa qua âm 34.199,5 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 10.199,2 tỷ đồng.